Mình bắt đầu ngành hàng không khá muộn so với các bạn, cho nên cũng gặp một số các cái khó khăn như về tuổi tác, về sự tập trung để học tập cũng như là tiếp cận những cái mới. Tuy nhiên, học tại trung tâm BA Training Việt Nam, mình cũng được sự giúp đỡ của rất nhiều các instructor cũng như các bạn học viên, nên mình cũng cảm thấy cũng có thêm rất nhiều động lực để mình cố gắng, và mình nghĩ đấy không phải là một vấn đề quá lớn. Để theo đuổi ngành học, chúng em sẽ phải củng cố một lượng lớn kiến thức nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè, từ thầy cô, đặc biệt là từ thầy Đắc Cô. Mọi thứ với chúng em cũng trở nên dễ dàng hơn. Chúng em sẽ cố gắng hết sức để trau dồi bản thân mình hơn nữa. Xin chào các bạn, mình tên là Lê Vũ Nguyên Bảo. Mình vừa hoàn thành xong khóa học Targeting 321 tại BA Training Việt Nam. Như các bạn đã biết, sau khi hoàn thành CBL tại nước ngoài thì mình về Việt Nam được giới thiệu vào BA Training Việt Nam để chuyển loại. Từ bên sau khi tốt nghiệp tại nước ngoài thì mình chỉ học về phi công, học về máy bay một động cơ. Về chuyển loại đây là jet engine, mọi thứ nó sẽ rất là phức tạp, nhưng nhờ có sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô cũng như là sự trao đổi với các bạn tại BA Training Việt Nam thì mọi thứ nó trở nên đơn giản hơn. Em tên là Nguyễn Ngọc Trường Giang, 22 tuổi, hiện đang theo học tại trường BA Training Việt Nam. Và đối với em, khó khăn lớn nhất khi theo học tại trường là em phải làm quen với một loại máy bay hoàn toàn mới, chưa bao giờ được lái ạ. Thì nhờ, mặc dù rất khó khăn nhưng mà với sự hỗ trợ của giáo viên, thầy cô và bạn bè nên em nghĩ là em sẽ vượt qua được. Dạ, xin chào, em là Vũ Đức Minh, em đang học khóa Targeting của EJet tại BA Việt Nam. Thì cảm nghĩ của em trong quá trình học rất gian nan, nhưng mà có một người thầy rất nhiệt tình, luôn trả lời câu hỏi của em. Thì thầy có câu nói là không có câu hỏi nào là sai, và điều đó đã khuyến khích em để hỏi thầy nhiều hơn.